Man U nâng oi kê la con nè đi chạy chân và sân tinh dọc ban kê la có Anthony. Sa bộ miền Daily Mail ban chốc sai tham và sân mà club Manchester United tinh ban sai tổ chức Anthony Piasak. Nú club nâng oi kê la có Anthony Elanga chạy chân từ lên chơi chướng nếch lập xình. Thmách mày nhí phía kỳ lục Eric Ten Hag công phung tốt đầy được chương cho cha tinh dọc kê la có Anthony Piasak. Đại cây là có dân chít bệ xì rụng nít có rụng ốc trong phát mọc căn thật đầy ốt ra quất phong đài. Miễn phía cho cha mà làm tha, Anthony, bàn trọng viên lẹp khăn tọc luôn chỉ mùi nâng Manchester United rủi rồi hỏi đài. Được nè, lúc tên hèn bàn kịch cụ tục chỉ một đôi sạch hỏi, ai ấy lần cá trả chân phí club, nằm bây xoay ra một tỷ lên tiên toát nơi club xếng, có lẹp khăn trẻ trường. Cây là có vây mà phải xin làm rụng nít, bàn lại một lên chuột thống trọng cả đập ngon rồi bỏ lục ra hình nít, cá phí ra đời cả mùn. Khả đại Everton của trong ban Anthony Elanga này còn tại cái là co đúng ý mình trong chạy lâu chỉ mới bấy tay cái đó nụ tì